Hello, chào các bạn, chào mừng các bạn đến Hello, chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của Hà SEO. Và hôm nay mình sẽ cùng bốn người này la liếm với cái map gọi là Battleborn. Và hiện giờ mình sẽ để cho các nhóm giới thiệu tên của mình. Mời ông Hiệu Béo trước. Đây đây là cái kênh của tôi. Đấy, cái đấy là cái đầu tiên. Thì là tôi không cần phải giới thiệu tôi cả. Mặc dù mình là Hiếu Béo. Hôm nay mình sẽ cùng bốn người còn lại chơi cái map Battleborn, một cái map mà nói chung là vẫn liên quan đến đánh nhau. Thì mình thấy là cái đa số vote của các bạn về những cái map đánh nhau cũng nhiều hơn những cái map đua xe. Và hôm nay cũng có một người không đồng ý chơi cái map đua xe. Chắc các bạn biết là ai rồi. Không cần phải kể. Chuyên gia DNF. Thì may là cuối tuần nên là giọng mọi người nghe cũng có vẻ khá là mệt mỏi. Thì ai ở việc người đấy, người thì đi chơi, người đi ăn, người đi quất, đấy, người đi gì đấy, Quay người đi quay. quay người đi quay đi quay kiểu gì thì các bạn tự tìm hiểu nha. Quay thì ai cũng có thể quay được. quay Thì hôm nay vẫn là ba người của những cái tập gần đây nhất, đó là Chris Devil Gamer, Viên Thường và Nguyễn Hoàng Huy. Thì các bạn có thể gọi theo kiểu là ca sĩ, tên theo những ca sĩ. Thì cái sở thích mình khi mà chơi những cái tựa game này là mình rất hay chế, gọi là chế hoặc là biến tấu tên ấy. Bạn có thể gọi là Sĩ Thanh này, Hồ Ngọc Hà và Ngô Kiến Huy. Còn một người nữa thì mình không 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 biết tên tên ai tên là Thương nữa. Mọi người có biết ai tên là ca sĩ diễn viên nào tên là Thương đấy, tôi Thương bảo á, rồi, thường Lâm là Trần mấy đứa Thương. mà bán vé số rồi không à. Bao giờ đợi đợi tìm một người trong nhóm mình có người tên là Tâm ấy vào thành một cặp Tâm Thương, Thương Thương Tâm. Tâm. Thì tên mình thì thôi, các bạn muốn chế kiểu gì cũng được, bởi vì chả có thằng nào ngu mà nó tự đi chế tên của mình à, đúng không? Thì cái đấy thì chắc các bạn sẽ các bạn muốn chế tên mình, các bạn thể comment ở bên dưới. Đấy. Thì hôm nay là cuối tuần, là mặc dù đi chơi cũng khá là mệt nhưng mà vẫn có mọi người tham gia cùng để quay những cái tập vui vẻ này, thì tôi cũng rất là vui vẻ. Nên là tôi mong mọi người vui vẻ theo, nếu không là tôi sẽ kích hết mọi người ra. Cho hiểu chơi mình tự vui vẻ Ok. một mình Ôi là chơi được một mình anh chơi luôn. Vào đánh với tự ai mới là quan trọng. tự vui tự sướng. Tự mua vui để sướng một mình. Thì cái gì trong quá trình chúng mình chơi và những con người gọi là bất tài vô dụng này chơi cùng nhau, thì các bạn hãy ủng hộ chúng mình. Nếu mình có cái tinh thần thì mình có thể có những cái tập tiếp theo để gọi là phục vụ cái nhu cầu giải trí rất là kỳ lạ của các bạn. Mình không biết. Bây giờ ủa cười gì vậy? Thôi thì chắc là Chả bây giờ biết vào tại game sao luôn, lại bởi vì cười. mình để ý là những cái tập GTA thì chúng mình rất mất thời gian để mà làm một cái intro. Bởi vì hiện tại những cái clip GTA của mình không có intro, nên là mình làm những cái clip giới thiệu về nhau thay bằng cái intro luôn để cho các bạn đỡ nói. Rồi thì bây giờ chắc là chúng ta vào game luôn nhé. Yo. Yo. Rồi. Đấy, hot Ôi chưa? vãi, team mình có sếp chưa? Lần này mình sẽ thay trang phục và các bạn 3 đánh nhìn thấy 2, mình có vẻ team khá gà là hay nát. rồi. Có một cái đặc điểm ở cái bộ trang phục của mình, nếu các bạn nhìn kỹ thì các bạn có thể nhớ là mình đã từng chơi một cái game ở đấy có một cái con nhân vật nhìn rất giống cái bên này. Cho bạn 5 giây gọi đoán. Rồi không nhớ thì không nhớ thì không, mình tiết lộ Đây là luôn. nhân vật Metal của Gear Hiếu Solid. Béo. Đấy. Ok. Mình biết là các bạn không đoán được Rồi. mà, mình biết là các bạn không cần phải cảm ơn đâu. Team vợ game xác định ăn hành nha. Hiện tại là có 5 người. Đây là cái chỗ last team standing, chứ mình xin lỗi không phải là Ui, deathmatch. có chức thăng kìa. Đây. Vãi cái đầu cứu mình Và rồi. cũng như bình thường là chúng mình chưa vừa chơi những cái map này, đây là lần đầu tiên chúng mình chơi. Ôi, Ui đẹp vãi, vãi. nên Anh xuống đi, là anh xuống đi anh mà cái em, tập anh này nó xuống lại đi. không có description nên mình không biết giải thích nào. Ồ nhìn có Giờ vẻ hấp chơi dẫn sao phết nhỉ. đây? Anh không biết. Ôi. Ui Ủa đã quá. ui kinh Có vãi. dù này, có Ôi. dù này. Ôi. Xuống à, xuống à. Vãi. Ui
Ui ui ui. Lộ thiên hà, lộ thiên hà. Hà thiên lộ rồi, Hà thiên lộ rồi. Đi xe gì giờ? Rồi Hà thiên lộ rồi. À à. Móc đít anh ạ. Móc móc gì đấy, móc gì đấy. Rồi, móc, rồi, móc, rồi, móc, rồi. Móc. Vãi hai đứa đứng trên xe để biết vừa chết. Xe đụng. Chết. Chết. Bắn vào lốp. Chết đi. Ôi, ai chết rồi? Vãi. Ôi, mình cùng team Chris à. Ui này, ui. Chris lại nhường rồi. Chris lại nhường. Ui. Ơ. Ủa và ai? Ôi chết thế thôi à? Ủa và ai? Đúng là last team standing có khác. Ủa và ai thật? Nhanh và ai? Còn round nữa. Còn đây là chúng ta chơi tận 4 round cơ mà. Nghĩa là nghe mình chỉnh là 4 round. Team nào được 4 round trước thắng 4 round là team ấy thắng. Đấy. Thì thôi hy vọng là thì hy vọng là chúng mình thua trong một cách gọi là hào hùng vinh quang, chứ đừng có thua nhục quá. Cho mình biết chắc là cái trận này thua. Hai ông này đánh đấm gì? Lấy chiếc thăng bắn nhau đi. Ok. Có chiếc thăng được. Vãi thật. Chiếc thăng đây. Vãi thăng. Lấy chiếc thăng á. Nhưng mà bàn phím của tôi có mỗi mấy nút này. Có mỗi 5 nút thôi. Tôi có phím, tôi có mỗi ASD với cả ASDW với cả nút cách với cả con chuột thôi, thì tôi làm máy bay kiểu gì. Thế thì chịu chết ở dưới thôi. Ai. Ôi ôi xem lên. À súng. Ôi thôi đi rồi. Ông nào ngã mẹ xuống. Sao chết dần đấy kia. Trả thù ông Hà. Đúng rồi, trả thù hết đi. Trả thù hết đi. Còn thương ôi, còn thương ôi. Còn thương ôi, quýt ơi. Đây ôi, đây ôi. Đây ôi, đây ôi, đây ôi. Bán vé số đâu em. Bán vé số. Vé số. Rồi, đúng rồi, có súng kia. Lên xe. Lên xe kìa, Ở bên xe. Đấy, đúng rồi. Có súng kìa. Ven, anh sẽ làm ven. Đây ôi. Vãi, xe chống đạn, bắn đi. Đâu rồi. No! Chết. Rồi, hay. Ok. Vãi, sao né khéo thế? Rồi, bắn em ơi, bắn. Đâu. Bắn luôn. Né một đạn không bắn luôn. Đâu rồi. Ờ, có cái súng cối sau lưng xe bọc thép kìa. Rồi, bắn đi, headshot. Rồi, headshot. Chết. Yeah. Lục hồng ạ. Lục hồng điệu chưa? Dậu chua, đừng ngần với chuyện. Đều, thôi giả vờ thua để gây kịch tính thôi. Lộn xào. Ôi, 2 cân 3, quá là đẹp luôn. Này có sniper đứng ở trên bắn. Biết thế, tôi chỉ thấy nếu mà chỉnh cái chế độ mà tất cả đều có súng thì có mọi loại súng đang sở hữu thì có man loạn không ạ? Cầm bazooka thục nổ điên đảo luôn. Làm nào lấy trực thăng lên kia có vẻ hơn. Nào quýt đâu, thuộc quần anh em bắt chim nhau cái để kết hợp nào. Ok. Đâu, Nhanh. Lấy trực thăng. Tranh thủ lúc đang dài đang cứng bắt tay cho chắc. Nào bắt nào. Đâu rồi. Đâu. Cứ phải lấy cái lựu đạn và cái nào chắc. Từ để tôi lấy cái. Đây, đây à. Ông ơi, nó bắn thấy cha luôn bây giờ. À, rồi, tôi thấy ai đó đang. Tôi thấy ai đó đang lái xe, đang lái xe. Ôi ghê quá. Ôi trời, chả nhìn thấy gì luôn. Ôi, ông nào chạy cái đường kia lắc, không nhìn. Vãi. Lên, tôi lên, đây. Rồi. Lên. Sao, không sao, tôi lấy súng này được. Súng này cũng được. Ôi, em lên luôn. Bắn đi quýt ơi. Rồi, tôi lấy thằng này. Em không có. Chịu.
bên 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 phải của mình cũng còn một cái trực thăng nữa hiểu. Ok, lấy thôi, lấy thôi. Thanh niên hiểu vào là trực thăng thì không. Ông lấy tôi không lái được, tôi không lái được. Thế thì hiểu vào là trực thăng chắc lái tại chỗ luôn. phím tôi chỉ có WASD với là phím nút cách thôi. Tôi độ bàn phím mà. Lên lên thẳng với xuống thẳng, thanh niên cưa bàn phím. Cưa bàn phím. Rồi, nhiệm vụ nhá, hai thằng dễ giao nhiệm vụ. Ông lái tôi bắn. Cứ thế phát triển. Quan trọng có lên nổi trực thăng. Bây giờ phân người á, team mình phân kiểu người gì? Phân kiểu gì? Cho hỏi cái tuổi luôn. Cho hỏi cái tuổi luôn. Đây, tôi lấy trực thăng. Đâu, trực thăng lấy nhanh. Đâu. Đều rồi. Ông ơi cẩn thận bên kia bắn đấy. Kinh lắm. Ok. Sao tôi lại ông ơi. Ui. Đây rồi. Đây, đi sau đây. Đâu. Đang đi trên cái ui. Họ lái xe. Ôi sao mình không lấy xe mình lái nhở? Mà chạy bộ hai thằng chạy bộ điên vãi. Bắn luôn. Trời ơi. Vãi, sao đã teo rồi. Thưa rồi, thưa đâu rồi. Rồi, chỉ còn một thưa con đâu rồi. Tôi bảo rồi, cái này là ơ sao tôi nhảy xuống ấy. Vãi. Này tranh nhau lại máy bay rồi. Cuộc chiến máy bay rồi. Nguyên một đám con trai thi nhau lại máy bay. If you know what I mean. À đúng rồi, thường ở dưới có nã trực thăng kia nha. Được chích liền. Nghĩ sao vậy? Không có bazooka mà đi. Phải cầm súng dài, cầm lựu đạn tương lên trời cho anh. Ủa vãi. Này, Huy ông không tính. Thế ông không tính ném lựu đạn lên xong nó rơi xuống đúng vào đầu à? Cắt lực mạnh. Nào, quýt cứ thế thôi ông nhá. Cứ thế thôi, cố lên. Hai đều rồi. Anh em chỉ cần hai bàn thắng nữa thôi. Qua trực thăng luôn Huy ơi. Nhanh. Đi. Hurry up. Trong lúc mình chạy mình bắn nó luôn đi. Đâu. Team kia, đúng rồi. Kìa, ôi, lái xe kìa. Ôi. Ôi, mà. Lái xe nó nên chậm lắm. Nhanh ông ơi. Ôi, ngã. À, đặt bắn kìa. Ôi, nhanh ông ơi. Cứ lên. Hả? Lên trực thăng đi, lên trực thăng đi. Đây rồi. Đây không lái. Đây rồi. Yeah. What the fuck? Mẹ. What the fuck? Chiến thuật mới rồi. Mẹ đang bắn. Tự nhiên quên liên quan vãi. Đấy. Ôi vãi. Ờ thắng rồi. Kia là ấy. Hà. Trời lại. Dislike. Trời lại đi. Ừ. Ok, chúng mình sẽ chơi lại. Ôi, tôi vẫn tùm tim không mày. Vãi. Chí phải đổi chứ. Thôi bây giờ là giả dụ mà đấy, bây giờ cầm Crown 3 là xuống đánh luôn. Ok không? Mọi người ok không? Melee weapon. Có chơi không? Cấm melee weapon. Đã chấp nhận melee weapon là không được lấy súng. Đánh tôi thấy đánh ở dưới này cũng vui mà. Ok, melee luôn. Để. Melee vãi. Bằng máy bay à? Tại sao mình là leader của team bựa gaming mà mình lại không được lựa vào team bựa gaming? Mình lại ở team 1 là sao? Team 1 là cái gì? Ơ sao tôi rơi? Ơ vãi, thanh niên nào bắn chết đấy. Vãi. Ô Fit ông đứng trên bắn ạ. À. Ê làm gì đấy? Bảo cầm dao mà. Nào. Cận chiến nào, ra đây, thanh niên nào. Ủa, cận chiến hả? Ừ. Cận chiến, chết đi. Chết đi,
chết chưa, chết chưa? Nào, nào, hổ báo đâu? Hổ báo đâu? Đâu rồi, đâu hết rồi. Cần chiến mà bà thương bà chơi nguyên cây súng nhắm. Ôi vãi, bảo sao hai ông bà kia giết nhau ạ? Vãi lệ. À, tôi lúc mà tôi nhắm là tôi thấy ông cầm sẵn rồi nha. Vãi. Ông đi làm gì ấy Huy? Tôi đây nè. Ông làm gì ở đấy đây? Người bệ lắm. Ở sao đây Huy? Ơ? Đó. Sao đây? Rồi lên đây. Ôi vãi. Ok. Như kiểu chơi đánh lại này. Vãi, ôm sai Huy. Vãi, quay Huy quay ra sau là hai thằng đang cầm dao đuổi. Vãi, như kiểu chơi đánh lại. Giết 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 quýt quýt. Nhanh nhanh nhanh. Đây Huy. Ơi. Ok ok. Ôi. Vãi. Mẹ như đánh lại chạy zombie. Vãi. Điên. Cầm súng kìa, cầm súng kìa. Chơi bẩn vãi. Đâu rồi, sao còn mỗi anh này? Chết mẹ. Lên xe bắn nổ mẹ luôn. Nhanh lên. Ủa cái gì vậy? Chết! Solo! Không quay được! Ôi trời, hồi máu đó! Quay trong yên! Đây! Thành viên quýt chơi trội vậy. Quá từ nhiều cả đời vậy trời. Nhảy từ trên xe xuống quá đạo ấy. Cascader á. À, đụng chạm một người trong này đấy. Cascader hả? Thấy chưa? 2-3 thôi nhá. Mình cân 3. À đâu mình cân. Ông Hà là Cascader hả? Ừ. Mà tôi tưởng Pornstar chứ. Hơi bị bro ấy, chuyên kiểu đóng thế, ông biết không? Đóng thế mà toàn kiểu nhảy từ trên tầng 20 xuống tầng 1 luôn. Chuyên vào những cái vai đấy. Nên là hàng năm phải tốn cả tiền tỷ đi đắp lại cái mặt đấy. Nhưng mà bây giờ chơi kiểu gì đây? Mili! Only Mili! Mili kìa! Mili mà! Mili mà ông kia ông cầm cái xe không đớm. Ông lái xe cho anh em. Vậy lái xe hả? Vô ôi, đây. Ôi. Rồi. Nào thương làm gì ấy? Thương chơi bẩn vãi. Nào Huy. Ok. What the fuck? Đứng lại cờ rồi. Nào thương làm gì ấy? Bắn trúng anh rồi. Con này. Huy đấy. Huy. Chết. Vãi chơi bẩn vãi. Quýt đâu? Hãy thành chừng cái thương, cái tội chơi bẩn. Để ôi vãi, chơi bẩn vãi. Các thanh niên này chơi một bên có con gái là coi như tính con gái hết như nhau luôn vãi. Đàn ông nói một mà chả làm một gì cả. Buồn vãi. Thôi lần này thì các bạn tập này các bạn hãy đừng subscribe những bọn họ. Hãy đít like. Tí nữa mình sẽ tạo nick ảo mình qua mình đít like hết tất cả video. Từ trước đến giờ. Riêng thanh niên Huy hiểu không? Riêng thanh niên Huy không có channel qua Facebook report ảnh. Report kiếm mấy cái ảnh chụp đi chụp kiểu ăn uống chụp report là ảnh nút. Đã ghét rồi. Ghét rồi. Các bạn nếu các bạn là khán giả mình mà yêu quý mình hãy cho mình cái hashtag dislike. Ân subscribe đấy. Only hiểu béo đấy, đúng rồi. Cho mình những cái hashtag đấy. Đâu rồi, mấy con hàng. Mấy con hàng láo. Đây. Gì đấy? Đây. Con hàng nào ở kia. Vãi biến thành tháp like rồi. Đâu rồi. À! Con hàng chưa bẩn. Rồi. Rồi. Chết chưa? Ơ. Cái con đàn bà kia. Người ta đang solo mà.
Thua mẹ rồi. Chơi bẩn vãi. Còn ván nữa không? Quý rơi làm nhau bây giờ không? Chém nhau đi. Chém nhau đi, chơi bẩn vãi. Ủa mà lấy dao ở đâu vậy? Có dao có sẵn mà. Có sẵn vũ khí của mình á. Vãi. Vãi bà thường. Ngồi nói mỏi mồm hỏi dao ở đâu vậy? Giả nai đấy, giả nai đấy. Còn ván cuối cùng là bắt đầu chơi linh tinh, chơi bẩn vãi. Cảm thấy ghét. Melee, melee nha, tôi đang lái melee xe nha. Melee đang ấy. Lái xe yên tâm. Melee ấy, đừng có chơi senti, đừng có chơi đề si, đừng có chơi kilo. Đâu rồi? Đâu? Rồi, nào, ông Hà. Bước bước xuống xe ngay. Em không có dao. Đây rồi, làm thịt. Vãi chết luôn. Con hàng. Bập như bầm đậu. Anh em kia làm gì? Em không có dao nha. Đấy, thằng Huy. Đập chết thằng Huy ngay. Thằng ôn. Bắn chết ngay. Đấy, bắn cái gì vậy? Bắn súng. Súng phát sáng. Nào, con hàng này. Em con không hàng. Có dao. Con hàng này chết. Con hàng. Mấy ông mua mã tấu tôi làm gì có. Thì cầm bao ba trời. Làm gì có, em không có. Ơ sao em không có một cái mili nào á? Chưa chọn vũ khí. Chưa chọn vũ khí à? Nào rồi. Nếu cần tâm. Giết tao đi. Chủ nhân nè, giả vờ. Giết đi. Đánh ngu thôi. Giết Huy đi. Chặt băm nó, băm nó Huy ra. Băm nó Huy. Giỡn. Giỡn với Sakura-chan à. Không, nhưng mà biến, không hiểu. Như là có một cái bí mật các bạn nên giữ, không được nói ai. Bây giờ mình tiết lộ à. Quýt trông thế gọi là ngoài làm diễn viên với cả làm YouTuber ra là như kiểu là Dexter ấy, hàng đêm là đi đi cầm băng xi lan mà đi moi ruột người ta kinh vãi. Kinh vãi nói thật. Cái này không phải là creepy pasta, đây là sự thật. Do là mình ở ở Bắc này với cả Quýt ở Nam nên là khi mà mình biết sự thật thì ông ý cũng không làm gì được mình. Đấy. Mình phải nói. Nghĩa là tất cả bạn ở trong này chỉ biết thôi, không được nói ai. Thôi, chia tay Chris luôn. Chúng ta đã biết sự thật rồi, chuyện gì sẽ xảy ra. Mấy hôm nữa các bạn là thấy mấy thành viên đấy lên báo là các bạn cứ tìm nhà thằng Quiz Fan. Hỏi thằng Quiz Fan ở Pháp TV đấy. Cứ hỏi nó đấy, kiểu gì cũng ra. Gô cổ vào. Yeah. Nào. Thôi xong. Ghê. Rồi. One damage gone. Two left. Thôi, em không có dao giờ sao? Thì anh với em ra đấm. Ôi này này, thằng Thảo đi, Thảo đi. Bắn. Bắn. Bắn nó. Chết rồi. Cứ bay ra ngoài mà còn sao? Ôi chết rồi. Làm nhau đi. Đấy đứa. Bắn đi, bắn đi. Không, để tôi lấy cái súng này. Rồi. Thằng hai. Lát vãi hàng. Rồi. Chết rồi. Đây nhảy dù bắn súng này. Nhìn tôi nhảy dù bắn súng này. Đâu? Rồi. Bà thường nên bắn lén hả? Ủa cái gì đấy, cái gì đấy? Huy, thằng Huy. Bắn thằng Huy. Ủa, còn Hà hả? Ủa? Huy. Rồi. Anh bị rớt xuống dưới nãy giờ. Ủa? Huy, Huy chết. Bay ra ngoài rồi. Ô, thế mình thắng à? Ô, thế mình thắng à? Hai chưa rồi. Hai chết mẹ. Huy về đây dù bảy rồi. Đấy, cận chiến nào. Rồi, cận chiến nha. Huy đâu? Ơ, Huy đâu? Đây. Đâu, chỗ nào? Đây. Đây, chả thấy đâu, ở đây đó. Đây này, cận chiến nhá. Những ông đâu đã? Đây, trên này, đấy tôi trên này này. Ông cứ thấy không? Đâu, ông đâu? À, thấy rồi. À đi móc lốp được, không thấy rồi đi móc lốp được. Ê, bắn súng ở đâu đây? Bây giờ một đấu hai ông làm gì được bây giờ? Kể cả tôi chơi bẩn ông làm gì? Nhập. Rồi cận chiến à. Nào, chúng ta sẽ đến với phần thứ tư của những thằng nguy hiểm nhất GTA.
Đây rồi. Nào, dô. Còn ông quýt rơi mẹ xuống. Đây rồi. Đây, cầm nghệ gôn bốc hơi. Ủi thương, thương chết đẹp đấy. Chết đôi, có đôi. Cần phải sexy vậy ông em? Vãi. Đây rồi. Nào nào nào. Oh. Nào. Hãy cùng đôi đến. Ôi ông nhảy. Giết, giết xuống. Người ta cầm dao, ông cầm cái gậy. Cầm, cầm ui gậy. Nhiều tiền vãi. Đồ với giang hồ trời. Ôi eo kinh. Giang hồ mày đê đúng không? Vãi. Giang hồ mày đê đúng vãi. Dislike. Ôi dislike. Kiểu như là hồi tối ấy. Kiểu tối ấy, tí nhân đang ngủ nhắn tin: Huy à, anh không có thể, anh không biết em là ai, nhưng mà em đã xem rất nhiều video của anh, em rất thích cái giọng trầm cảm, à, cái giọng trầm đầy chất đàn ông của anh. Gì thế? Từ đấy là em cảm thấy giới tính của mình đã chính thức bị lệch lạc. Phải không? Má nhìn lên cái người nhắn tin đó là hiểu.